con viết những dòng chữ này sau bao nhiêu năm cha con mình xa nhau. Cha đã ở lại vĩnh viễn ở một nơi con chưa hề đến, trại cải tạo Lý Bá Sơ. Nhưng con biết ở bên kia thế giới, cha đang vui mừng khi thấy đứa con yêu của cha sống một cuộc sống tự do, điều mà cha hằng mơ ước đã theo cha về đất. Con bỏ nhà, con bỏ nước ta đi. Điều đó không có nghĩa là con bỏ quê hương, quên dân tộc. Cha yêu quý, sẽ có một ngày người Việt nhìn nhau với ánh mắt không còn hận thù. Nhà tù sẽ trở thành trường học, dạy lại từ đầu bài học yêu thương. Những bước chân vui tự do tung tăng trên khắp ba miền, những bản tình ca vang lên trong bình minh, trong đêm tối. Ngày ấy con sẽ về, con sẽ tìm đến mộ cha để nói với cha rằng con lúc nào cũng là đứa con yêu của cha, đứa con đã nối tiếp giấc mộng không thành, giấc mộng tự do. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hồ con tim gan quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sấp vải, cây bút máy anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, cho chị hộp diêm nhóm lửa, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương.